Những ngày qua, thông tin về đám cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Theo đó, cặp đôi đã tổ chức một buổi tiệc cưới lãng mạn cùng sự tham gia của bạn bè thân thiết bên bờ biển Cam Ranh vào ngày 4 tháng 11. Đến ngày 6 tháng 11, một buổi tiệc hoành tráng đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ showbiz Việt. Trong cả hai buổi tiệc cưới, Puka đều nhận được lời khen ngợi vì chọn lựa những bộ váy cưới có thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn tinh tế, đẹp mắt và tôn trọng vóc dáng cô dâu. Bên cạnh đó, những bó hoa cưới được Puka lựa chọn cho ngày trọng đại của mình cũng là chủ đề được dân mạng quan tâm, bàn tán. Trong hai buổi tiệc cưới tại Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh, Puka đã cầm 4 bó hoa cưới đều mang những ý nghĩa hết sức đặc biệt. Điều này đã phần nào cho thấy sự chỉn chu, dụng tâm của cô dâu trong từng chi tiết để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Hoa bồ công anh tại Nha Trang, cụ thể tại Nha Trang, Puka đã sử dụng hoa bồ công anh mà mình rất yêu thích để cầm tay trong ngày trọng đại. Đây là bó hoa siêu hiếm, khó tìm, khó chăm và khó giữ bởi những cánh hoa rất mỏng manh, dễ dàng bay đi trong gió. Thế nhưng cũng chính vì điều đó mà hoa bồ công anh luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Khi những cánh hoa bị gió thổi bay, chúng sẽ gieo mầm để tạo nên nhiều đóa hoa bồ công anh rực rỡ khác với sức sống mãnh liệt hơn. Do đó, hoa bồ công anh thường mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu, sự mạnh mẽ cũng như niềm tin vào tình yêu bất diệt. Anh Huỳnh Tấn Đạt, CEO của Tấn Đạt Wedding House, tỉnh Bình Dương, cho biết bó hoa cưới của Puka gồm 23 nhánh bồ công anh. Trước đó, anh và đồng đội đã mất hơn 20 ngày để tìm ra phương pháp xử lý nhiệt, xịt keo mới giữ được độ bền cho hoa. Theo anh Đạt, một bó hoa cưới từ bồ công anh sẽ có giá từ 4 đến 6 triệu đồng, tùy vào số lượng hoa và thời điểm nào trong năm. Hoa zoom tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Puka đầu tư hẳn 3 bó hoa cưới và được thay đổi vào 3 thời điểm khác nhau trong suốt bữa tiệc. Đầu tiên, tại khu vực đón khách mời, Puka cầm bó hoa Kala Lily, hoa zoom, màu trắng sang trọng, được thiết kế theo dáng thác đổ. Nhiều cư dân mạng nhận xét bó hoa này khá lỏng lẻo, các cành lại bị rũ xuống tạo cảm giác héo úa không đẹp mắt. Tuy nhiên thực tế, giá thành của bó hoa này khá đắt vì được nhập khẩu. Việc hoa bị rũ xuống là vì Puka đã chọn kiểu bó tự nhiên để phần thân hoa dài ra nhằm tạo hiệu ứng thác đổ. Bên cạnh đó, hoa zoom cũng mang nhiều thông điệp tượng trưng cho tình cảm đôi lứa sâu sắc, mặn nồng, còn màu trắng của hoa tượng trưng cho sự trong sáng, ngây thơ của cô dâu. Hoa Mao Lương tại thành phố Hồ Chí Minh có vẻ vì nhận thấy bó hoa zoom đã không còn đẹp mắt nên sau đó, Puka đã chuyển sang một bó khác khi đón khách tại tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Bó hoa này được nhận xét là hài hòa và chỉnh chu hơn khi có hoa zoom làm chủ đạo, kết hợp thêm hoa hồng, hoa bỉ ngạn và mao lương. Bó hoa này không chỉ tươi tắn, đẹp mắt hơn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Theo đó, hoa mao lương thường được nhiều cô dâu sử dụng vì mang ý nghĩa tươi mới, may mắn và cầu mong niềm vui trong cuộc sống. Hoa dạ lan hương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến phần tiệc chính tại thành phố Hồ Chí Minh, Puka đã đổi sang sử dụng hoa dạ lan hương với màu hồng chủ đạo. Loại hoa này thường chỉ nở vào ban đêm, có mùi thơm nhẹ nhàng, êm dịu nhưng do thân mềm nên khó bảo quản, dễ hư hỏng. Đặc biệt, việc Puka chọn hoa dạ lan hương hồng trong ngày cưới không chỉ vì đây là màu sắc yêu thích của cô dâu, mà còn vì ý nghĩa đặc biệt phía sau đó. Bởi hoa dạ lan hương vốn nhiều màu sắc khác nhau, đằng sau mỗi màu sẽ ẩn chứa những ý nghĩa đặc biệt. Trong đó, hoa dạ lan hương hồng tượng trưng cho sự khởi đầu mới, nhắn gửi thanh xuân mãnh liệt cùng tình yêu đơn thuần và tươi mới. Được biết sau hôn lễ tại Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh, Puka và Jin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới tại quê nhà cô dâu ở Đồng Tháp. Hãy cùng chờ đón xem cô dâu Puka sẽ chọn loại hoa đặc biệt nào cho buổi tiệc cưới này nhé!